Xin chào các bạn, đây là hai cây hoa hồng mà mình đã dâm cành. Có nhiều bạn thì đã trồng dâm và đã thành công, đã sống. Tuy nhiên thì nhiều khi các bạn thấy nó đã sống và nó đã ra lá phát triển mầm nhưng chưa chắc các bạn đã thành công. Bởi vì nhiều bạn ấy trồng, thứ nhất là khi mà nó lên cành và một số cành nó đen thân và một số cái cành thì nó héo và một số cây ấy thì nó bắt đầu nó lụi đi và nó không phát triển được. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách chăm sóc những cái cây cành chiết, và mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách xử lý khi mà những cái cây non này nó hay bị đen cành. Chắc chắn là nhiều bạn cũng đang gặp cái tình trạng cái cây chiết như thế này, thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn chi tiết về cái cách xử lý, và cũng như nếu như bạn nào mà đang khó khăn trong cái việc chăm sóc cái cành chiết thì các bạn có thể theo dõi cái video này để các bạn có được thêm những cái kinh nghiệm mới. Đây là hai cây chiết của mình đã trồng được khoảng một tháng, và có cây thì đã có nụ và có cây thì đã nở hoa. Tuy nhiên ấy thì những cái cây nhỏ như thế này thì đôi khi là các bạn cứ nghĩ là nó phát triển như thế này là được, nhưng mà nếu như các bạn không biết cách chăm sóc ấy thì nó sẽ rất dễ bị nấm cành. Có nhiều bạn ấy, các bạn thấy là nó cứ đen cành, ví dụ như cây này, mình cho các bạn xem này, ví dụ như cái cây mình cầm ở đây, ví dụ như cây này, nó đen một nửa cành. Đem một nửa cành mà trong khi đó bên này thì cây vẫn đang phát triển. Các bạn thấy không? Cái cây này đang phát triển, nhưng mà phía bên này thì nó đen này, và nó còn đen lan xuống tận phía dưới này, các bạn thấy không? Thì như cái cây này sẽ cần phải có biện pháp xử lý, và khi mà xử lý xong ấy thì các bạn cũng phải biết cách chăm sóc. Có nhiều bạn ấy thì khi mà lên lá như thế này thì nó cứ héo dần xuống, héo dần xuống, và khi mà có ánh sáng nắng mặt trời ấy, thì cây nó lá nó bắt đầu héo rũ xuống. Thì đây là một trong những cái hiện tượng mà những cái cây chiết mà nó non ấy nó rất dễ bị. Ở đây là cái cây mà cây này là cây Jubilee. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết hơn nhé. Khu vực bên này là những cái cành mà mình mới trồng. Nếu như mà các bạn mới nhận cành chiết về ấy, mà các bạn trồng trong cái thời tiết mà nó có mưa xuân. Nếu như mưa to quá thì các bạn chú ý là các bạn có thể di chuyển sang một cái nơi mà ít mưa hơn. Còn nếu như mưa nhiều quá, cái độ ẩm nó rất là cao thì cái cành chiết nó cũng sẽ ảnh hưởng. Còn ở đây là những cái cây mà mình đã trồng được hơn một tháng. Ở đây thì mình chưa bón bất cứ một cái loại phân nào cho những cái cây này. Có những cái cây mà mình trồng cấy vào những cái cốc bé như thế này, nó cũng đã phát triển rồi này. Các bạn thấy không? Đây, nó chưa ra rễ phía ngoài, nhưng mà mình cấy ở cái cốc bé và nó cũng đã phát triển như thế này. Đây, cốc rất là bé và nó phát triển như thế này. Thì có những cái cành mà cây mà nó sẽ đen. Ví dụ như cái cây mình quay cho các bạn xem ở đây. Nó đen một nửa cây. Đấy. Và có những cái cây ấy thì nó đen, cứ dần dần nó đen sâu hẳn xuống và nó không phát triển được. Hoặc là có một số cây mà nó bị đen vàng cái thân. Như cái cây này, các bạn có thể xem, như cây này nó đang vàng ở cái thân đây. Đấy, còn lại là những cái cây khác ấy thì nó phát triển khá là tốt. Đây có một cái cây này, nó bị đen ở cái cành này mà trong khi bên này nó vẫn có lá phát triển. Đây là một cây đào cổ. Đấy, các bạn thấy không? Những cái cành này. Đấy, thì mình sẽ nhấc những cái cây này ra phía ngoài để cho các bạn quan sát dễ hơn. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý những cái cây mà nó bị đen như thế này. Đấy, còn lại là tất cả những cái cây mà mình cấy nó phát triển rất là tốt. Nhất là ở cái thời tiết mùa xuân này. Như các bạn đang thấy ở đây thì cái cây này nó đã bị đen ở phía bên này, còn bên này thì nó lại đang ra mầm rất là tốt. Như cái cây như này ấy, thì có cái hiện tượng là đen. Cái hiện tượng đen như thế này một phần ấy là do những cái cành này nó không có khả năng phát triển mầm, và cái thứ hai nữa là cái bộ rễ của nó còn rất là non, và có thể là khi mà những cái cành này nó bị nấm sẵn ra khi mà vận chuyển hoặc là khi mà cắt cành nó bị dập thì nó cũng sẽ không thể nào mà nó phát triển, mà nó bắt đầu chuyển sang cái dạng là thối. Và thối ở đây thì nếu như mưa ẩm quá nhiều thì nó sẽ tiếp tục, nó cứ thối dần lên xuống phía dưới này.
Và cái trường hợp như thế này thì các bạn đừng đừng tiếc, và các bạn hãy cắt sâu hẳn xuống. Các bạn nhìn thấy cái mắt ở phía dưới này không? Mắt ở phía dưới này nó vẫn có khả năng bật mầm. Thì đối với cái cách xử lý thì các bạn đầu tiên là các bạn nên sử dụng thuốc nấm. Thuốc nấm thì các bạn có thể sử dụng những loại thuốc nấm trên thị trường ấy, hoặc các bạn có thể sử dụng thuốc Anvin. Có một số bạn hỏi là sử dụng cái Zidomin. Zidomin thì các bạn xử lý đối với cái bệnh này nó không hiệu quả, nên là các bạn không nên sử dụng, mà các bạn nên sử dụng những cái loại thuốc như Anvin hoặc những cái loại dòng sulfat đồng, nano đồng. Mình thì mình vẫn hay thường hay sử dụng cái M8 xanh này, mà nhiều bạn hỏi mà phun lên thì nó có một cái màu xanh ở trên lá ấy. Thì mình cũng sẽ sử dụng cái thuốc này để trị cái việc mà nó đen từ phía dưới này, từ phía trên cành này xuống. Thì đối với những cành này, nếu như mà ở phía dưới các bạn vẫn thấy mầm nó phát triển ổn định như thế này thì các bạn không cần thiết phải phải cắt, mà các bạn chỉ cắt những cái cành mà nó đen hết như ở bên này mà nó không có khả năng phát triển nữa. Các bạn lựa chọn thấy một cái mầm ở phía dưới nó đang đang nhú lên thì nó sẽ có khả năng bật mầm ra, thì các bạn sẽ cắt bỏ đi, cắt bỏ cái phía này đi. Đấy, đối với cái cây như mình đang cầm ở đây. Thế còn đối với cái cây này nó đang nặng hơn như các bạn đang thấy ở đây, thì hiện tượng của cây này là rễ của nó rất là kém, bởi vì nó không có khả năng nuôi tất cả những cái thân này, mà nó đã đen xuống phía dưới tận chân này rồi. Thì mình cũng sẽ cắt ở phía dưới này đi. Đối với cái cây như thế này thì nó sẽ rất là khó chữa, bởi vì đang cơ bản của nó thì nó rất là yếu. Thì đối với cái cách xử lý mình sau khi mình cắt bỏ đi thì mình sẽ sử dụng cái loại thuốc mà mình vẫn hay giới thiệu với tất cả các bạn, đó là sulfat đồng M8X xanh này. Mình sẽ pha với theo cái tỷ lệ và mình phun lên trên cái tán lá. Phun ở trên tán lá này thì có một đặc điểm là đối với những cây mới trồng ấy thì nó sẽ rất là ít lá và nó bám không được nhiều thuốc. Khi mà bám không nhiều thuốc thì nó sẽ không có nhiều khả năng mà trị cái bệnh đen cành xuống phía dưới. Thì các bạn phải sử dụng cái cách đó là các bạn pha thật đặc. Sau khi mà các bạn đã phun lên thì các bạn dùng cũng chính cái thuốc đó, hoặc các bạn có thể sử dụng thuốc Anvin thì khá là hiệu quả. Các bạn pha vào một cái cốc nhỏ như này. Các bạn lưu ý là các bạn phải pha thật đặc. Sau khi pha đặc như thế này thì các bạn có thể bôi trực tiếp lên cái vết cắt. Bôi trực tiếp lên cái vết cắt. Bôi trực tiếp lên cái vết cắt như mình đang làm ở đây. Các bạn lưu ý là phải pha thật đặc. Khi mà chấm vào cái vết cắt mà nó có xu hướng đen trở xuống ấy, thì mình đảm bảo với tất cả các bạn là nó sẽ chữa trị đến 100%, nó sẽ rất ít cái khả năng mà bị đen xuống phía dưới. Có nhiều bạn thì lại sử dụng cái keo liền sẹo ấy. Sau khi các bạn cắt này đi, các bạn bôi keo liền sẹo vào cái vết này này thì nó cũng không có hiệu quả, nó vẫn cứ sẽ tiếp tục đen xuống phía dưới này. Bởi vì đây là một trong những cái loại nấm mà nó đã ở trong sẵn cái con nấm, cái vi khuẩn ấy, nó đã ở trong sẵn trong cái cây này rồi. Khi mà các bạn cắt đi này thì nó vẫn cứ tiếp tục đen xuống phía dưới. Thì chỉ có một cái cách, đó là các bạn cứ pha thật đặc cái thuốc này, sau đó các bạn bôi vào cái vết cắt mà các bạn vừa cắt xong ấy. Các bạn lưu ý là phải cắt hết cái phần mà nó bị đen, cho xuống một cái phần mà nó tươi, cái thân nó tươi ấy. Sau đó thì các bạn pha, các bạn bôi cái thuốc này vào thì chắc chắn là các bạn sẽ hạn chế được cái việc mà nó tiếp tục đen thân cành xuống phía dưới. Ngoài ra ấy thì đen cành nó còn phụ thuộc vào cái giá thể mới đầu mà khi các bạn trồng cành chiết. Có nhiều bạn ấy thì sử dụng sơ dừa, có nhiều bạn sử dụng có quá nhiều cái đất mà dạng đất cát ấy. Mình muốn nói cụ thể hơn ở đây, tóm lại là khi mà các bạn trồng ấy, thì cái giá thể của các bạn nó quá ẩm, hoặc là các bạn tưới quá nhiều thì cái bộ rễ của bạn, rễ non nó rất dễ bị thối, và khi mà thối thì nó sẽ cái bệnh nấm cành này nó sẽ tiếp tục ất lấn át và nó tiếp tục nó đen xuống phía dưới, và cây của các bạn dần dần nó sẽ yếu dần đi. Quan trọng hơn là khi mà các bạn trồng thì các bạn cái giá thể nó rất là quan trọng, và hiện tại thì cây của mình chưa bón một chút phân nào. Tuy nhiên thì nếu như mà cây của các bạn mà đã phát triển lá như thế này thì các bạn có thể sử dụng thêm một số những loại phân mà dạng nước, hoặc các bạn có thể sử dụng những cái loại mà đạm cá, thì các bạn pha loãng ra, sau đó các bạn tưới. Các bạn lưu ý là các bạn phải pha thật là loãng và tưới chỉ một lần vào một tuần.
để hỗ trợ những cái rễ non có thể hút được và nó tiếp tục phát triển lên cái tán lá này. Đối với những cây như này, nếu như ở thời tiết mà mưa quá ẩm thì các bạn phải che bớt lại, hoặc các bạn để sang một cái nơi mà nó đừng để nó uống nước. Nếu như cây non này mà uống nước ấy, thứ nhất là nó sẽ thối rễ. Cái thứ hai nữa là cây của các bạn nó rất dễ bị vàng lá, bởi vì rễ nó rất là non và yếu. Còn nếu như mà các bạn để một cái chỗ mà nó thông thoáng, hoặc ở thời tiết hiện tại đã có mưa xuân ấy, thì cái cây hoa hồng của các bạn nó sẽ phát triển rất là tốt. Còn đây là những cây mà mình vừa mới trồng xong. Các bạn nhìn cái giá thể của mình này. Đây là cái giá thể của mình. Mình trộn đất màu và trấu. Đất màu và trấu các bạn nhé. Đất màu và trấu khoảng 50% trấu, hoặc là các bạn có thể 60% đất hoặc 40% trấu. Thì cái giá thể này nó rất là tơi xốp, và cái độ ẩm của cái bầu đất ấy, thì nó vừa phải thôi. Đây là mình vừa trồng xong, mình chưa tưới, nhưng mà tức là cái độ ẩm nó vừa phải, nó đừng có úng nước quá. Các bạn có thể sử dụng tay, các bạn cho xuống, các bạn kiểm tra là cái độ ẩm nó vừa phải thôi. Còn nếu như các bạn cứ tưới mà nó úng nước vào ấy, là cái rễ non này nó sẽ thối ngay và cây của bạn nó sẽ không thể nào phát triển được. Các bạn khi mà mới trồng ấy, thì các bạn đừng có quá tò mò. Cây hoa hồng nó cần một cái thời gian để phát triển. Sau khi mà các bạn nhận cây về, tốt nhất là các bạn nên dâm vào trong cát, cát ẩm. Và các bạn dâm từ 4 cho đến 6 ngày. Có nhiều bạn ấy nhận về thì các bạn thấy nó cái bộ rễ của các bạn ấy mà nó trắng nhiều quá, thì các bạn không cần phải dâm vào cát nữa, mà các bạn trồng trực tiếp vào cái giá thể như của mình ở đây. Thế còn đối với những cây mà nó có thể hơi ít rễ một chút ấy, thì các bạn có thể dâm vào trong cát, cát đen. Các bạn lưu ý là cát đen nha. Còn cát vàng ấy là nó sẽ bị thối ngay, bởi vì cát vàng ấy thường là nó sẽ có cái độ mặn nhất định, và khi mà các bạn dâm vào thì nó sẽ thối. Còn cát đen ấy thì nó sẽ rất là mát, nó có một cái độ ẩm rất là tốt. Đối với những cây mà sau khi, đối với những cây lớn ấy mà người ta đánh ở dưới đất lên, người ta còn phải ủ bằng cát ấy, nên là cát đen nó rất là tốt. Các bạn khi mà các bạn nhận về, các bạn ủ từ 4 ngày, các bạn có thể bỏ ra kiểm tra khi mà thấy rễ phát triển ra ngoài một chút thôi. Có nhiều bạn, các bạn khoe với mình là các bạn dâm khoảng 1 tuần, các bạn nhấc lên thì rễ nó dài, có khi dài, có khi phải đến khoảng 3 đến 5 phân cơ. Thì nếu như các bạn thấy cái rễ nó dài này chưa chắc là tốt, bởi vì khi mà dài thì trồng nó xuống ấy, khi mà các bạn trồng xuống cái giá thể như này thì nó rất là khó và dễ bị đứt cái rễ của các bạn. Nên là các bạn lưu ý là chỉ dâm từ 4 cho đến 6 ngày. Còn 6 ngày mà các bạn bỏ ra mà rễ nó vẫn còn rất là ít thì các bạn có thể tiếp tục thêm, dâm thêm. Nhưng mà các bạn dâm từ 4 ngày, sau đó các bạn có thể trồng vào trong cái giá thể như thế này. Đấy, trồng cái giá thể này thì các bạn đừng để chỗ mà nó có nắng quá to, bởi vì nắng to thì cây nó rất là non và nó sẽ héo cái thân ở phía trên này. Nên là các bạn lưu ý. Có nhiều bạn chăm thì cái này mình đã tư vấn ở nhiều cái video trước, nhưng mà nói chung ít nhiều thì nó vẫn sẽ có những cái tỷ lệ nhất định, bởi vì cũng có cành thì nó cũng sẽ yếu hơn, hoặc là do cái cách của các bạn làm, hoặc là do cái việc mà di chuyển thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây chiết. Thì không ai có thể đảm bảo được 100%, mình khẳng định luôn. Còn khi mà các bạn khi mà mình chuyển cây chiết thì mình sẽ cố gắng làm sao để nó tốt nhất để đến tay của tất cả các bạn. Còn khi mà các bạn thấy cành nó có một chút hao hụt thì các bạn cũng có thể nhắn lại tin cho mình qua fanpage Chuẩn Garden, ta có thể tham khảo nhiều hơn. Còn cái cách chăm sóc thì có nhiều bạn ấy, sau khi các bạn trồng chỉ khoảng từ 25 ngày cho đến 1 tháng ấy, thì có nhiều cây nó sẽ rất là khỏe và nó đã ra cái hoa như này. Thì đối với những cái cây mà cây non, cây nhỏ ấy, thì các bạn không nên để hoa như này. Các bạn có thể bỏ đi để cây có thể tập trung nuôi dưỡng cái bộ rễ cũng như là cái thân lá. Còn đối với những cái cây mà các bạn đã thấy nó lên lá như này, cây của mình được 1 tháng tuổi, nó đã lên lá và chồi non như này, thì các bạn có thể bổ sung bón thêm. Có một số bạn bón ấy, thì bón rất là nhiều, nó sẽ thối cây.
các bạn chỉ bón một nhúm nhỏ thôi. Ví dụ cây này thì các bạn có thể sử dụng cái loại phân, các bạn có thể sử dụng phân chuồn quế, phân bò khô ấy, hoặc là các bạn có thể sử dụng một số cái loại phân mà đạm cá này, hoặc đậu tương này, đậu tương ngâm ấy, thì các bạn có thể ủ ra, sau đó các bạn pha với nước loãng, sau đó các bạn tưới lên. Nếu như các bạn pha quá đặc ấy, thì nó cũng sẽ làm cho cái rễ non thối. Các bạn lưu ý là khi mà các bạn pha ra tưới ấy, thì cái độ ẩm của các bạn nó cũng phải vừa phải thôi. Còn nếu như các bạn tưới quá nhiều thì cái rễ của các bạn nó cũng sẽ bị úng nước ấy. Thì cái cây của các bạn nó cũng sẽ thối rễ và sẽ không phát triển được. Còn đối với những cái cây mà nó đã phát triển mạnh như cây của Hải Phòng ở đây, mà nó đã có nụ ở đây, thì đối với những cái cây này ấy, thì các bạn có thể bón phân hữu cơ. Mình thì hay sử dụng phân gà. Như cây này thì mình đã có thể bón trực tiếp phân gà lên trên cái bề mặt chậu, và những cái cây này thì đã rất là ổn định rồi. Thì đây là những cái chia sẻ của mình. Hy vọng là tất cả các bạn sẽ có được những cây hoa hồng mà các bạn muốn, nhiều giống loại khác nhau. Thì hy vọng là các bạn sẽ có được những cây hoa hồng phát triển thật là tốt và sẽ có sớm được những có được những bông hoa nở đẹp đầu tiên như thế này. Rất vui được chia sẻ với tất cả các bạn, và các bạn xem video thì cũng đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới nhất và để ủng hộ kênh của mình nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau.